cặn đầy dưới nè, thấy không? Vừa mới đụng lên cái là bốc màu lên nè. Thì cái phiên bản trợ lực này á nó rất là hay, có nghĩa là nhiều người sẽ hỏi ủa lắp trợ lực đây rồi sao hoàn chỉnh. Thì cái phiên bản cào cào này đó là cái rất là nguyên một bộ gấp nhôm ha. Zin của cái bộ Diver này nó sử dụng là dây cua roa. Ok, xin chào mọi người, hôm nay thì rất là may mắn là mình đã xách con xe yêu dấu từ 14 năm về trước của mình lục kho kiếm ra đủ đồ để mình có thể bắt đầu sự nghiệp ráp lại. Thì một lát nữa sẽ có rất là nhiều vấn đề để nói với nó. Đây là một con xe mà tôi bảo đảm là các bạn nhìn các bạn không biết nó là xe gì đâu. Rồi, đây kế bên tôi đây thì đây là một con Sachia. Con Sachia của khách này thì nó chưa bao giờ lên phim. Thật ra thì đây là cái chiếc mà đợt trước hồi cách đầu năm thì khách đã lên nguyên cái bộ phục full của GSR 150 mà mình sử dụng cái bộ ghi đông naked đó, nâng rất là cao để cho khách. Thì sau một thời gian dài khách nghỉ dịch và khách đi làm thì đã quay lại quyết định là để lên thêm một số món. Thì điều đầu tiên đó chính là lên cái bộ trợ lực, cái bộ trợ lực GBR mà cái bản phiên bản đặc biệt của cào cào nha. Đây mình lắp nó nằm phía dưới đây nè đó. Thì cái phiên bản trợ lực này á nó rất là hay, có nghĩa là nhiều người sẽ hỏi ủa lắp trợ lực ở đây rồi sao hoàn chỉnh. Thì cái phiên bản cào cào này đó là một cái rất là hay, có nghĩa là nấm chỉnh nó sẽ là ở trên đây đó. Nó đưa bộ dây dầu dẫn một dây lên một dây xuống và chỉnh ở đây. Thì bộ này nó có 8 nấc chỉnh từ số 1 tới số 8, là mình muốn bao nhiêu là mình chỉ cần lấy tay mình dặn lên dặn xuống ngay tức thì liền là có thể được. Đó, 1 đến 8 là nó sẽ thay đổi cái độ nặng nhẹ khác nha. Đó, thì với cái dòng trợ lực mà của cào cào này á, thì nó rất là hay, có nghĩa là ở cái góc mà hết bên đây á thì nó sẽ rất là nhẹ, nó không có ghìm lại cho bạn. Tại vì chẳng ai mà đi cua mà bẻ hết vô đây cả, chỉ khi mình đi tốc độ cao ở những bắt đầu đoạn đường thẳng á đó, chẳng hạn như tới thẳng ở giữa đây á, nó nặng. Nó chỉ nặng ở một cái góc độ khoảng như đây của tay lái thôi, để mình khi mình đi tốc độ cao. Nhưng mà khi mà mình bẻ lái để mình quay đầu hay các thứ gì đó, nó sẽ xả lỏng cho mình để mình đỡ mất sức. Chứ không ai mà đi cua mà bẻ hết cái đầu như vậy á. Thiệt sự mà nó là như vậy. Đi cua chúng ta đa phần là chúng ta nghiêng người ha, và cái góc độ bẻ lái chúng ta rất là ít. Nó xét cái góc là giống như xét góc xe đua á. Vậy nên khi mà chúng ta đi ở ngay đường thẳng thì nó sẽ cứng. Nhưng mà khi chúng ta cần những gì đó xoay chuyển nhiều hơn thì nó sẽ nhẹ đi. Đó là cái nguyên tắc của những cái bộ trợ lực GBR của cào cào. Rồi khi mà chúng ta xả hết ra thì nó vẫn như bình thường, không vấn đề gì hết. Thì ngoài ra là dán keo xe, rồi bảo dưỡng, vệ sinh lại trước sau, rồi lắp ráp các món đồ tháo ra vệ sinh cho khách thôi, thế là xong. Nói chung là xe này cũng là một cái lên cũng khá là nhẹ nhàng, chỉ gồm bộ phuộc GSX, rồi thêm bộ trợ lực chỉnh tay. Rồi còn mấy cái lọc gió trụ với lại boy can này thì cũng vẫn không bình thường. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ quay qua bên con này. Một con xe này mà nói thiệt là mình đã không sử dụng nó trong ít nhất là khoảng 3 năm á, chắc cũng phải từ 2018-2017. Thì khi đó là mình sơn chiếc xe này là chiếc Airbrush cuối cùng của mình sơn. Và cái tiền sơn chiếc Airbrush này nó cũng là chiếc xe mình sơn mắc nhất. Mình sơn 30 triệu đó. Và sau khi sơn xong thì mình có một số thứ mình chưa hoàn thiện rồi mình cũng không có thời gian làm nữa, mình đã quyết định cất nó vào kho. Thì cái xe này nó sẽ lên cái gì các bạn nhìn ha. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu ha, đây là nguyên một bộ phuộc của Ducati 1199, phuộc vàng ti đen, hàng heo Brembo màu 40, bộ mâm của Ducati Diver, mâm Ducati Diver, mâm nhìn đã không? Nhìn rất là cứng ngắc, khiến cho cái xe này nó càng ngày càng bự hơn. Rồi xích tới một cái khối động cơ, bây giờ mình sẽ bật mí luôn, nó là một khối động cơ 600 phân khối. Cục máy của nó là giống với lại cục máy của CBR600, nó là CB600F, người ta hay còn gọi nó là Hornet. Hornet là con ong á, chú ong vò vẽ đó. Thì cái mẫu xe này là mẫu xe Hornet CB600F207, và cái chiếc này vẫn là đứng tên mình và chính chủ đầu tiên duy nhất tới bây giờ. Có nghĩa là từ 2007 cho tới bây giờ là đã 14 năm hơn rồi và vẫn đứng tên mình một chủ, và xe chỉ mới chạy khoảng mười mấy ngàn cây thôi. Mình chỉ thích ngắm rồi độ đẹp các thứ. Thì cái phần mà độ dữ nhất đó chính là phần độ nguyên cái bộ gấp. Mình sử dụng nguyên bộ gấp nhôm nha, của Ducati Diver mẫu mới nhất luôn á, mẫu khoảng 2016-2017 gì đó. Nguyên bộ gấp nhôm, một lát nữa mình sẽ nhìn cho bên kia, nó làm cái khung mắt cáo rất là đẹp, rất là ngầu, chứ không phải là những kiểu gấp nhôm như bình thường hồi xưa. Đây mọi người qua đây xem. Rồi đó, nguyên một bộ gấp nhôm ha.
Zin của cái bộ Dival này nó sử dụng là dây Cura, nhưng mà mình đã quyết định là mình không xài dây Cura nữa, tại vì cái bản dây Cura rất là bự và nó sẽ khác với lại thông số nhông sên của máy, nên mình quyết định là chuyển cho nó về xích và mình sẽ chế lại cho nó cái cặt te đỡ sên sau. Thì nguyên bộ của Dival này full là bằng nhôm ha, vô mâm mâm Dival sau này là vỏ size 240 à, và hệ thống cần số. À, tới cái khúc cần số này thì cái con này là mình hồi đó cũng một thời gian đó chính là mình đang gắn cho nó cái bộ là sang số tay, nghĩa là mai mốt là sẽ là bấm nút quick shift bấm lên xuống và auto up shift, có nghĩa là khi mà chúng ta chạy nó giống như xe ga vậy, 1 2 3 bạn dặn ga một cái thôi tự động nó sẽ đá 1 2 3 4 5 6 tùy theo cái vòng tour mình mong muốn. Chẳng hạn như mình muốn cái xe mình đá số khoảng 10.000 vòng tour, mình set 10.000 vòng tour là mình đá là tự nó đá. Còn ví dụ mình không thích nó tự đá thì mình có thể bấm tay lên hoặc xuống. Thì cái đó là một chiếc dream mình đang làm, nó sắp xong rồi mình cũng sẽ cho các bạn xem. Thì nó sẽ thêm cái bộ đá số đó, thêm bộ quick shift của Cordina của dòng xe đua gắn vào. Rồi trên đây nữa thì mình đã trang bị cho nó một cái trợ lực GBA luôn, nhưng mà bản này là bản chỉnh tay, thì bản này mình sẽ lắp phía trên cái ghi đông, cái bát giữ nó sẽ nằm ở ngay cái chỗ hai cái lỗ bắt của bình xăng lên. Kế tiếp đó là một cái ghi đông carbon fiber full nha, cái zin này là zin bằng carbon luôn 100%. Bộ cùm côn với cùm thắng là mình xài Magura. Rồi cái một cái hay nữa là chính là cái bộ kiến chắn gió Puyok. Nguyên bộ kiến chắn gió rất là ngầu. Rồi và có một cái vấn đề nữa tôi sẽ cho các bạn xem ha, đây là hiện trạng của xăng Việt Nam sau khi chúng ta để nè. Chúng ta để lâu quá trời, bắt đầu xăng nó trong đây nó có nước, bắt đầu nó sẽ làm ra ten rồi đóng cặn rồi rỉ hết đó các bạn xem ha. Còn vì sao tôi dám khẳng định là xăng Việt Nam, tại vì thật ra mà nói tôi là cái người tôi đã nhập đồ mô tô cũ từ Mỹ về Việt Nam đã 12 năm trời, và trong suốt 12 năm trời tôi nhập hàng trăm cái bình xăng ở bên đó về để mà bán cho khách hàng độ các kiểu, thì không có một cái bình xăng nào á mà bên trong nó có rỉ sét cái gì cả luôn, thiệt sự luôn á. Chỉ cần là cái bình xăng đó còn nguyên nắp và bơm xăng thì bảo đảm là không có vấn đề gì, sạch tan. Ngay cả những cái xe tạng mà tôi đã làm hàng mấy chục chiếc từ năm 2013 tới giờ luôn á, mà xe Mỹ thanh lý về á thì trong xe vẫn còn xăng đầy đủ và xăng đó vẫn nổ máy bình thường và không có cặn không có gì cả. Còn đây là với xăng Việt Nam chỉ mới khoảng 3 năm thôi là đã banh ta lông rồi. Lần cuối cùng tôi nhớ là tôi đã đổ đầy bình, và bây giờ sau khi xăng mà nó bốc hơi bớt thì các bạn sẽ thấy đây nó ra cái này nè, cái này là tôi để là nó đã lắng xuống rồi đó, còn cặn ở dưới đây nè, cặn đầy dưới nè, thấy không, vừa mới đụng lên cái là bốc màu lên nè. Rồi hồi nữa còn cái clip mà tôi móc cặn ra bên trong, cặn bốc nữa, để không chạy nè. Mọi người có thắc mắc là sao tôi làm kiểu nào, cái này là kiểu MotoGP á, cái này một cục tổng dầu xuống dưới đây rồi chia ra hai bên, nó chia ra hai con heo làm như hai cái râu của xe đua vậy đó. Nói chung là con này là một con xe yêu dấu, sau khi mà làm xong sẽ là một con xe vivu rất là tuyệt vời. Là sau khi mình độ xong thì cái xe bây giờ nó sẽ hơi bị cao á. Hồi xưa thì mình người những người khoảng cao 1m6 thì có thể là đi được, nhưng mà bây giờ muốn đi con này thì mình đang 1m68 đây, thì ngồi trên xe là hai chân là hơi nhó là chạy được. Nói chung là sau khi độ xong nó sẽ rất là hầm hố, rất là bự ngầu, mà mình nghĩ là nó sẽ mai mốt mình sẽ sử dụng con này để làm đi touring, đi những cái chuyến tour xa, tại vì mình cảm thấy nó giờ nó giống mấy con, nó hơi bị bự rồi đó, nó cỡ mấy con GS luôn, quá bự quá, nhón chân nổi luôn. Rồi chào mọi người.
Hy vọng là mọi người nhận ra một điều là nếu mà xe để lâu quá không xài thì tốt nhất là bỏ hết xăng đi, xịt rồi bảy hay nhớt thì vô chán cho mình xăng là chắc cốt, chứ không mà để mà xăng đổ đầy bình rồi 2-3 năm sau nó cũng banh tà lông giống như xe của mình vậy đó. Thôi